Liên quan vụ việc tài xế nằm ra yên xe máy, lao vun vút trên đại lộ Thăng Long, ngày 20 tháng 2, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, cơ quan công an đã xác định được danh tính người điều khiển và tiến hành làm việc với tài xế này. Trước đó ngày 19 tháng 2, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tài xế nằm trên yên xe máy lao vun vút ở đại lộ Thăng Long. Ngay khi nắm bắt thông tin vụ việc, đội cảnh sát giao thông số 11, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc xác minh. Nam tài xế sau đó được xác định là BTS, 27 tuổi, quê Nghệ An. Làm việc với cơ quan công an, tài xế S khai khoảng 16 giờ ngày 18 tháng 2, điều khiển xe máy từ siêu thị Big C qua hầm chui Trung Hòa và đại lộ Thăng Long. Trong quá trình lưu thông, tài xế S đã nằm ra yên xe máy, di chuyển về hướng đường 70, Nhổn Hà Đông. Toàn bộ vụ việc đã được camera hành trình của một ô tô ghi lại. Được biết, đại lộ Thăng Long là đường cao tốc, cấm các loại xe máy, xe đạp, người đi bộ lưu thông. Vận tốc tối đa của ô tô lưu thông trên tuyến từ 80 đến 100 km/h. Những năm qua, tình trạng người điều khiển xe máy đi vào cao tốc này thường xuyên diễn ra. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã mở nhiều đợt xử lý vi phạm này nhưng tình trạng vẫn tái diễn. Hiện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11 đã bàn giao vụ việc cho công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra làm rõ. Đang phóng xe máy tẩu thoát, một tên trộm tại Thái Lan đã bị chủ xe chặn lại cùng người dân đánh hội đồng. Vụ trộm được ghi lại tại tỉnh Khon Ken hồi cuối tháng 1. Trong clip, nam thanh niên đang đi bộ trên đường thì phát hiện chiếc xe máy dựng trước cửa hàng không có người trông coi. Thấy chìa khóa vẫn còn trên xe, người này đã trèo lên phương tiện, nổ máy với ý định tẩu thoát. Tuy nhiên, đúng lúc này một người đàn ông từ trong cửa hàng lao ra, tóm gọn tên trộm. Nghe tiếng hô hoán, những người có mặt đã chạy ra hỗ trợ. Hình ảnh ghi lại cho thấy nhóm nhân viên đã kéo ngã người đàn ông xuống đất và đánh hội đồng. Trong lúc gọi điện thông báo cảnh sát, tên trộm đã nhân cơ hội tẩu thoát. Korakot Chulikhit, 27 tuổi, chủ phương tiện cho biết nguyên nhân vụ việc do anh quên rút chìa khóa ra khỏi xe máy. Cảnh sát sau đó đã tiến hành bắt giữ một người đàn ông nghi vấn, tuy nhiên người này đã được thả khỏi đồn do vấn đề về tâm thần. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.